Cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Khoảng 22 giờ 20 phút tối mùng 5 tháng 3, nhiều người dùng Facebook tại Việt Nam bất ngờ không thể sử dụng được mạng xã hội Facebook và đồng loạt bị đăng xuất khỏi tài khoản của mình. Nguyên nhân của sự cố hiện vẫn chưa được xác định rõ ràng. Tuy nhiên dường như đây là lỗi kỹ thuật từ phía máy chủ khiến cho hệ thống không thể duy trì đăng nhập của người dùng, buộc họ phải đăng nhập lại liên tục. Mặc dù vậy, kể cả khi đăng nhập lại thành công, chỉ một vài giây sau, tài khoản lại tiếp tục bị văng. Ngay sau khi nhận thấy vấn đề, hàng loạt người dùng đã lên các nền tảng mạng xã hội khác để bày tỏ sự bức xúc và tìm kiếm sự giúp đỡ. Không chỉ riêng Việt Nam, sự cố này cũng đang diễn ra trên phạm vi toàn cầu. Thống kê từ Dow Detector cho thấy, hàng loạt người dùng trên toàn thế giới đều báo cáo về sự cố không thể truy cập Facebook. Tính tới thời điểm 10 giờ 34 phút tối mùng 5 tháng 3, có tới hơn 125.000 lượt báo cáo về lỗi Facebook bị sập. Nhiều người dùng cũng cho biết rằng sự cố này xảy ra với cả nền tảng Facebook và ứng dụng nhắn tin Messenger. Sự cố xuất hiện trên cả nền tảng web và di động như ứng dụng nhắn tin Messenger, mạng xã hội Instagram, Threads. Một số người dùng Instagram cho biết bảng tin của họ không thể làm mới dữ liệu dù kết nối Internet vẫn được duy trì. Anh Huy ở Đống Đa Hà Nội tỏ ra lo lắng khi đang làm việc trên ứng dụng Messenger nhưng bị lock out khỏi tài khoản của mình. Anh Huy cho biết, tôi đang họp nhóm trên ứng dụng chat của Facebook nhưng tự nhiên bị đăng xuất, không biết sự cố gì xảy ra. Hàng loạt đồng nghiệp của tôi cũng bị sự cố tương tự. Đại diện Facebook vẫn chưa đưa ra lời giải thích về sự cố trên. Ngày mùng 4 tháng 3, ông Nguyễn Hữu Tuyến, tránh án Tòa án dân tỉnh Quảng Bình cho biết vừa giải quyết đơn xin thôi việc từ gia đình bà PTMN theo nguyện vọng cá nhân của nữ cán bộ này. Bà N là cán bộ phòng tổ chức cán bộ, thanh tra và thi đua khen thưởng Tòa Nhân dân tỉnh Quảng Bình. Trước đó, tháng 11 năm 2023, bà N làm đơn xin nghỉ phép năm gửi Tòa Nhân dân tỉnh Quảng Bình. Đơn vị này đã báo cáo Tòa Nhân dân tối cao và được chấp thuận cho bà N nghỉ phép năm theo thời hạn đúng với quy định. Trong đơn, Bà N xin thủ trưởng đơn vị và tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình cho nghỉ phép 12 ngày để qua Mỹ du lịch thăm người thân. Tuy nhiên, hết thời hạn nghỉ phép, bà này không trở về đơn vị công tác cũng không xin phép cơ quan mà ở lại Mỹ. Sau đó, người nhà đã đại diện bà đến tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình nộp đơn xin thôi việc cho bà. Ông Nguyễn Hữu Tuyến, tranh án tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình cho biết, theo quy định của ngành thì khi xin đi nước ngoài phải xin phép tòa án nhân dân tối cao. Khi bà N gửi đơn chúng tôi đã báo cáo và được tòa nhân dân tối cao đồng ý. Giờ bà N không về nên gia đình đến gửi đơn xin thôi việc và chúng tôi giải quyết đúng với quy định của pháp luật. Sáng ngày 5 tháng 3, tòa nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các bị cáo khác liên quan vụ Vạn Thịnh Phát và ngân hàng SCB. Sau khi đọc xong quyết định xét xử và kiểm tra sự có mặt, vắng mặt của các bị cáo, người tham gia tố tụng, chủ tọa bắt đầu kiểm tra lý lịch các bị cáo. Bị cáo Trương Mỹ Lan cho biết tinh thần ổn định. Bị cáo sinh ra tại thành phố Hồ Chí Minh, học đến lớp 12. Trước khi bị đưa ra xét xử, bị cáo là chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Chủ tọa hỏi bị cáo có chồng là Chu Lập Cơ, cũng là bị cáo trong vụ án đúng không? Trương Mỹ Lan trả lời đúng. Chủ tọa tiếp tục hỏi, trước khi ra tòa, bị cáo đã nhận được bản cáo trạng và quyết định đưa vụ án ra xét xử chưa? Bị cáo Trương Mỹ Lan trả lời có, và nói thêm đã nhận được quyết định đưa vụ án ra xét xử khoảng 2 tuần. Tại tòa, bị cáo Chu Lập Cơ, chồng của Trương Mỹ Lan, nói tiếng Anh và có phiên dịch hỗ trợ. Ông Chu Lập Cơ nói hôm nay sức khỏe ổn. Bị cáo Trương Huệ Vân, cháu của Trương Mỹ Lan cũng nói sức khỏe ổn định. Trước khi bị đưa ra xét xử, Trương Huệ Vân là tổng giám đốc tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Cả ba bị cáo đều nói bản thân chưa từng có tiền án tiền sự nào. Sở Du lịch Hà Nội cùng Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ vừa thông tin về chương trình Du lịch Hà Nội chào 2024 Gieton Hà Nội 2024 và công bố quyết định công nhận khu du lịch Nhật Tân, quận Tây Hồ với chủ đề Gieton Hà Nội 2024, sắc hương Tây Hồ. Đây là chương trình nằm trong chung hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô, ngày 10 tháng 10 năm 1954, ngày 10 tháng 10 năm 2024. Thông qua tổ chức chương trình, ngành du lịch thủ đô mong muốn là dịp để tiếp tục truyền thông, quảng bá hình ảnh điểm đến Hà Nội an toàn, thân thiện, chất lượng, hấp dẫn nhằm thu hút khách du lịch đến với Hà Nội nói chung, Tây Hồ nói riêng ngày một nhiều hơn, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển du lịch thủ đô và đóng góp tích cực trong sự phát triển kinh tế, xã hội quận Tây Hồ. Thời gian chương trình diễn ra từ ngày 9 tháng 3 năm 2024 đến ngày 10 tháng 3 năm 2024, thứ Bảy Chủ nhật, tại không gian văn hóa sáng tạo Tây Hồ, phố đi bộ Trịnh Công Sơn, quận Tây Hồ Hà Nội. Sự kiện khai mở cho trên 50 chuỗi các hoạt động văn hóa, lễ hội du lịch 2024 của Hà Nội, như Lễ hội du lịch Hà Nội 2024, Lễ hội quà tặng du lịch Hà Nội 2024, Festival Thu Hà Nội, Lễ hội ẩm thực và du lịch làng nghề, Lễ hội áo dài Hà Nội 2024. Góp phần quảng bá hình ảnh thủ đô Hà Nội đến với bạn bè trong nước và quốc tế, thúc đẩy du lịch hướng tới mục tiêu nhằm hướng đến hoàn thành mục tiêu đón 27 triệu lượt khách du lịch đến với Hà Nội trong năm 2024. Trong đó có 5,5 triệu lượt khách quốc tế tổng thu từ khách du lịch đạt 103,74 nghìn tỷ đồng, tăng 11,1% so với năm 2023. Chương trình được tổ chức tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn, quận Tây Hồ, một trong những trung tâm văn hóa du lịch của thủ đô, nơi ẩn chứa nhiều làng nghề truyền thống, hội tụ trầm tích lịch sử. Ghê tần Hà Nội 2024, chủ đề sắc hương Tây Hồ sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm vô cùng mới mẻ, sự kết hợp giữa hiện đại và sử thi qua chương trình nghệ thuật bán thực cảnh và màn trình diễn ánh sáng công nghệ laser mapping. Đặc biệt, màn trình diễn ánh sáng với hàng trăm chiếc máy bay không người lái drone cất cánh trên bầu trời đêm Hồ Tây sẽ mang đến một trải nghiệm vô cùng thú vị và cảm xúc đối với khán giả. Đây là tác phẩm ánh sáng nghệ thuật độc đáo để du khách khám phá những điểm đến du lịch nổi bật đặc trưng của du lịch Hà Nội 2024 mà khởi đầu là các điểm đến của Tây Hồ đậm đà sắc và hương. Cùng với không gian trải nghiệm ẩm thực đa dạng cùng các gian hàng trưng bày sản phẩm du lịch, tham quan chụp ảnh với các tiểu cảnh trang trí, tham gia các trò chơi dân gian truyền thống và cùng chiêm ngưỡng những bức ảnh tuyệt đẹp đạt giải trong cuộc thi ảnh du lịch thủ đô Hà Nội chào đón bạn Welcome Hà Nội City. Trong thông báo gửi báo chí ngày 4 tháng 3, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết việc này nhằm đảm bảo quyền lợi cho những học sinh đã theo học chương trình cũ. Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu, nội dung này sẽ được đưa vào điều khoản chuyển tiếp của thông tư ban hành quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025. Tuy nhiên, Bộ chưa đưa ra phương án thi cụ thể cho nhóm thí sinh này 2024 là năm cuối thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo chương trình giáo dục phổ thông 2006. Từ năm 2025, kỳ thi sẽ có nhiều thay đổi để phù hợp với lứa học sinh theo sách và chương trình giáo dục phổ thông mới, chương trình năm 2018. Cụ thể, nếu học theo chương trình cũ, học sinh sẽ làm 4 bài thi để được công nhận tốt nghiệp. Trong đó, 3 bài độc lập gồm toán, ngữ văn, ngoại ngữ. Một trong hai bài tổ hợp là khoa học tự nhiên, gồm vật lý, hóa học, sinh học, khoa học xã hội, gồm lịch sử, địa lý, giáo dục công dân với giáo dục phổ thông hoặc lịch sử, địa lý với giáo dục thường xuyên. Còn năm 2025, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông chỉ có hai môn bắt buộc là toán và văn. Thí sinh chọn thêm hai môn thi ở 9 môn còn lại, gồm ngoại ngữ, lịch sử, vật lý, hóa học, sinh học, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ. Nội dung đề cũng sẽ theo định hướng đánh giá năng lực, bám sát mục tiêu của chương trình mới. Sự khác biệt này khiến nhiều học sinh lo lắng trượt tốt nghiệp năm 2024 sẽ khó thi lại vào năm sau. Hàng năm, gần 1% trong số khoảng 1 triệu thí sinh thuộc diện này. Trước đó, tại họp báo công bố phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2025 vào tháng 11 năm 2023, ông Nguyễn Ngọc Hà, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng cho biết, Bộ Giáo dục và Đào tạo có tính đến phương án tổ chức một kỳ thi riêng cho thí sinh không độ tốt nghiệp năm nay. Tuy nhiên, tại ngày hội tư vấn tuyển sinh Bà Nguyễn Thu Thủy, vụ trưởng vụ giáo dục đại học lại nói rằng có thể không có kỳ thi lại cho thí sinh theo học chương trình cũ. Động thái xác nhận của Bộ giúp thí sinh phần nào yên tâm hơn. Đây cũng là căn cứ để các trường đại học xây dựng phương án xét tuyển cho nhóm thí sinh thi lại này. Còn với kỳ thi năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ ban hành hướng dẫn trong vài ngày tới. Dự kiến thí sinh bắt đầu đăng ký vào tháng 4, thi vào cuối tháng 6. Việc đăng ký xét tuyển đại học sẽ diễn ra sau đó, gần như không thay đổi gì so với năm ngoái.